cảm ơn các bạn đã đến với kênh Kỳ Án Thế Kỷ. Kỳ án về 42 xác chết bị chôn trong cánh đồng mía. Bi kịch bắt đầu khi Điêu đã tìm đến một pháp sư có tên là Ahmed Suraji. Cô đã nhờ hắn ta phù phép để chồng của mình không đi ngoại tình. Nhưng cái giá mà gã phù thủy đưa ra là vô cùng kinh dị. Đó là người phụ nữ này phải trả 400 đô la Mỹ và còn phải bị chôn sống. Vậy tội ác của gã pháp sư này thực sự khủng khiếp ra sao? Hắn ta đã sát hại những người này nhằm mục đích là gì? Vào ngày 27 tháng 4 năm 1997, một nông dân thuộc tỉnh Amanjamai, Bắc Sumatra đang đến cánh đồng mía ở gần nhà để lấy thức ăn cho gia súc và đã bắt gặp được một gò đất trông rất dị thường. Sau đó, thì trường lang cùng với 5 người đàn ông đã đến để kiểm tra gò đất và thấy mùi bốc lên vô cùng khó chịu. Theo sự hướng dẫn của cảnh sát, sau 2 giờ đào bới, thì 6 người đàn ông đã lập tức buông sảnh khi phát hiện ra một thi thể khỏa thân của phụ nữ trẻ. Người trong làng lúc này mơ hồ nhận ra nạn nhân chính là Điêu, 21 tuổi. Gia đình của Điêu sau đó đã được triệu tập để xác định chính xác danh tính của nạn nhân cũng như cung cấp lời khai để phục vụ cho việc điều tra. Mẹ của cô gái khi tới nơi thì gần như ngất xỉu, bà đau đớn xác nhận đó chính là con gái của mình. Vào 3 ngày trước thì Điêu đã ra khỏi nhà để làm một ít việc vặt và không thấy quay trở về. Một cậu bé lái xe kéo trong làng đã tìm đến cảnh sát để khai báo rằng vào 3 ngày trước thì Điêu đã nhờ cậu đưa đến một địa điểm và nhất định không nói là sẽ đi đâu. Khi tôi khăng khăng hỏi, thì chị ấy nói là mình muốn đến nhà của pháp sư Ahmed. Tôi tò mò vì trời đã khá khuya, nên hỏi là tại sao chị ấy lại đến đó. Điều sau đó đã mắng tôi rằng, đừng quá tọc mạch, cậu bé đã kể lại. Khi nghe câu nói này của cậu bé, thì dân làng thực sự bị sốc và cho hay rằng pháp sư Ahmed cũng đã hỏi han về cái chết của Điều. Và thậm chí còn trấn an với mọi người là, đừng sợ, chỉ là trò ám muội của bọn ma quỷ. Họ cũng chia sẻ thêm rằng, Ahmed chính là một trong 6 người đàn ông đã giúp đảo xác của nạn nhân lên mặt đất. Ahmed Suraji sinh vào năm 1949 trong một gia đình pháp sư tự xưng. Trong thời gian Ahmed trưởng thành thì hắn ta đã bị mê hoặc bởi những trò ma thuật mà bố hay dùng để chữa bệnh. Cùng với đó thì ông hay phù phép, ban phước và thậm chí giải quyết các mối bất hòa trong xã hội. Tuy nhiên, điều này cũng có nghĩa là Ahmed thường hay bị cha mẹ của mình bỏ bê không chăm sóc. Vì cô đơn và bị bỏ rơi ngay từ bé, nên Ahmed đã không học tốt ở trường và bắt đầu vào cuộc sống phạm tội. Hắn ta mới vào tù lần đầu vào năm 19 tuổi và thụ án 10 năm vì các tội ít nghiêm trọng và bạo lực nơi công cộng. Chỉ 2 năm sau khi được trả tự do, thì Ahmed đã quay lại sau song sắt vì tội ăn trộm gia súc. Theo phim tài liệu của Cơ quan Điều tra Tội phạm Châu Á, khi được thả ra khỏi nhà tù, thì hắn ta cảm thấy cần phải làm gì đó để xóa bỏ tiếng xấu và quyết định sẽ nối nghiệp của cha mình để cứu rỗi con người. Trước khi trở thành một gã pháp sư khét tiếng, thì hắn ta đã làm công việc chăn nuôi gia súc, nhưng đã không hài lòng với công việc của mình. Tôi khao khát được tiếp bước nghề của cha mình. Tôi không học phép thuật từ bất kỳ ai khác ngoài cha của tôi, anh ta nói. Ahmed lúc này đã bắt đầu cuộc hành trình của phép thuật. Người dân địa phương tin rằng anh ta có thể di chuyển những đám mây và chữa lành người bệnh. Nhưng Ahmed lại có một bí mật đen tối trong người của hắn ta. Vào năm 1986, Ahmed đã nói rằng thì người cha đã khuất của hắn ta đã xuất hiện trong giấc mơ và đã bảo con trai của mình hãy trở thành một người chữa bệnh thần bí để có thêm sức mạnh. Để đạt được sức mạnh này, thì Ahmed bắt buộc phải uống nước bọt của 70 phụ nữ trẻ đã chết. Từ đây, Ahmed đã bắt đầu lợi dụng những người phụ nữ đến với anh ta để tìm kiếm tình yêu hoặc sự giúp đỡ cho cuộc hôn nhân. Đôi khi, Ahmed thậm chí còn thuê cả gái mại dâm sau đó sát hại họ, vì không thể đợi thêm để đủ con số 70. Tội ác đầu tiên của hắn ta là vào ngày 11 tháng 2 năm 1987. Lúc này thì nhiều người phụ nữ Indonesia tin rằng pháp sư có thể khiến họ trở nên xinh đẹp hơn và mang lại nhiều của cải. Một ngày nọ, một người phụ nữ đã tìm đến Ahmed ở địa phương để được giúp đỡ trở nên giàu có và xinh đẹp. Hắn ta đã bảo cô đi bộ qua một cánh đồng mía gần nhà. Ahmed nói rằng hắn ta phải thực hiện các nghi lễ trên cánh đồng này. Trong khi đang đi dạo với người phụ nữ đó, thì hắn ta đã dẫn cô đến một cái hố được đào sẵn. Ahmed sau đó đã bảo cô đứng trong hố. Cái hố này sâu đến vai của cô. Tiếp theo thì gã pháp sư bắt đầu lấp lỗ lại, khiến cô không còn có thể di chuyển được nữa. Cô ấy lúc này vẫn ngây thơ và hỏi hắn ta rằng
khi nào thì mình có thể được ra khỏi cái hố này. Ngay sau khi gài bẫy được người phụ nữ xấu xố kia, thì Ahmed đã siết cổ nạn nhân bằng một sợi dây cáp. Sau khi nạn nhân đã tắt thở, thì Ahmed đã ngồi hứng nước bọt đang chảy ra từ miệng của cô và từ từ uống cạn nó. Sau đó, thì hắn ta bắt đầu lột trần người phụ nữ và chôn cất cô, kết thúc hành động tàn ác của mình bằng cách đảm bảo rằng đầu của cô phải hướng về phía nhà của hắn ta. Khi đã sát hại nạn nhân đầu tiên thì hắn ta bắt đầu khát khao quyền lực hơn nữa. Ahmed lúc này phải giết thêm 69 phụ nữ cho mục đích xấu xa của mình. Nhiều gái mại dâm đã bắt đầu đến thăm gã pháp sư này để thu hút nhiều đàn ông hơn, tin rằng điều đó sẽ nâng cao sự giàu có của họ. Ahmed cũng nghĩ rằng việc giết gái mại dâm sẽ ít nguy hiểm hơn vì họ không có mối liên hệ nào với gia đình và sẽ không ai hỏi về sự biến mất của họ. Cho dù kẻ giết người có tinh danh và xảo quyệt đến đâu, rồi cũng sẽ có lúc chúng sơ hở và bị phát hiện. Điều tương tự này cũng xảy ra với Ahmed. Hắn ta đã nghĩ rằng bản thân có thể tiếp tục các cuộc tấn công mà không có ai nhận ra. Nhưng một người đàn ông đã nhìn thấy xác chết đang phân hủy của cô gái 21 tuổi khi tình cờ đi ngang qua ruộng mía. Cô được xác định là Điêu. Ahmed sau đó đã bị bắt vào ngày mùng 2 tháng 5 năm 1997. Khi khám xét nhà của hắn ta, thì cảnh sát đã tìm thấy được quần áo và nữ trang của 25 phụ nữ mất tích khác. Trong lời thú nhận của mình, thì Ahmed nói rằng Điêu đã tìm đến anh ta khi cô đang có cãi cọ với vị hôn phu của mình. Cô lúc này đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ Ahmed để đảm bảo rằng anh chàng kia không rời bỏ cô vì một phụ nữ khác. Gã pháp sư sau đó đã đồng ý, yêu cầu cô cùng thực hiện một nghi thức chôn sống tạm thời với lời hứa sẽ đem lại hạnh phúc cho gia đình của cô. Nhưng việc này phải thực hiện vào lúc nửa đêm, kèm theo mức phí tương đương là $400. Cô ấy cảm thấy khá sợ hãi vì chúng tôi phải đi bộ qua một nghĩa trang để đến đồn điền mía. Tôi nói rằng rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi, nhưng cô ấy nhất quyết yêu cầu vợ tôi phải đi cùng trong nghi lễ, và đây cũng là lý do vì sao vợ của hắn ta biết về các vụ giết người. Ban đầu thì hắn ta thú nhận rằng bản thân đã giết 16 phụ nữ trong khoảng 5 năm trở lại đây. Nhưng khi bị thẩm vấn thêm thì Ahmed cuối cùng cũng đã thú nhận con số nạn nhân đã lên tới con số là 42. Những nạn nhân này trong độ tuổi từ 11 đến 30, thời gian sát hại là 10 năm. Tất cả các nạn nhân đều được chôn ở cánh đồng mía. Tôi không thấy bất ngờ về việc mình sẽ bị bắt. Tôi đã không cố gắng bỏ chạy khi nhìn thấy cảnh sát, vì tôi đã cam chịu số phận của mình, Ahmed nói. Quân đội và cảnh sát sau đó đã làm việc cùng với người dân địa phương để khai quật các thi thể còn lại trong cánh đồng mía. Điêu và 4 nạn nhân đã được xác định danh tính khá nhanh vì cơ thể của họ chưa có bị phân hủy hoàn toàn. Nhưng 37 người còn lại thì khó xác định được vì họ lúc này chỉ còn lại là bộ xương khô. Xét theo mức độ phân hủy thì chuyên gia pháp y nhận định rằng rất khó để biết có xảy ra tấn công tình dục hay không. Song thủ phạm đã khẳng định rằng không hề có vụ nào do động cơ tình dục. Dân làng sau đó đã báo cáo tới hơn 80 phụ nữ địa phương đã mất tích trong 10 năm qua, tính đến khi vị pháp sư đáng kính của họ bị bắt. Tuy nhiên, không có cách nào để biết những người này có bị Ahmed sát hại hay không. Ở Indonesia, việc tìm đến pháp sư thay cho bác sĩ là việc làm rất phổ biến, đặc biệt là ở các vùng nông thôn kém phát triển với trình độ học vấn thấp. Nhiều người dân cho rằng những người này có phép thần thông và họ tin rằng các nghi thức thần bí sẽ giúp mình trở nên giàu có. Cùng với đó là sự khỏe mạnh và hấp dẫn hơn về mặt tình dục với chồng hoặc bạn trai của mình. Cảnh sát cho rằng các nữ nạn nhân có thể đã quá xấu hổ nên không bao giờ nói với gia đình hoặc bạn bè về việc họ đang tìm kiếm sự giúp đỡ từ thầy phù thủy. Nên Ahmed đã nhẩn nhơ suốt 11 năm qua mà không bị nghi ngờ hay phát hiện. Vì không xác định được danh tính của các nạn nhân, nên nhóm công tố đã gặp khó khăn trong việc tìm kiếm bằng chứng để buộc tội Ahmed. Và phải mất tới 7 tháng để họ thu thập được hết bằng chứng và sắp xếp lại các nhân chứng. Phiên tòa phần lớn đã bị ảnh hưởng bởi dư luận xã hội. Mọi người đều thể hiện sự căm ghét cực độ đối với Ahmed. Họ đã tụ tập bên ngoài tòa án và hét lên rằng, hãy để chúng tôi giết gã máu lạnh này. Vào ngày 27 tháng 4 năm 1998, Ahmed đã bị tuyên tử hình vì tội giết người và bản án đã được thi hành vào tháng 7 năm 2008. Vợ hắn ta cũng bị tuyên án chung thân vì tội đồng lõa. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Kỳ Án Thế Kỷ. Nếu thấy hay thì ủng hộ mình bằng cách like và đăng ký kênh giúp mình nha. Video có thể còn nhiều thiếu sót, mong mọi người có thể đóng góp bằng cách bình luận ngay dưới video giúp mình nhé.